Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Hello. Đó thì hiện tại chúng ta đã có mặt ở trong một cái mini game khá là quen thuộc các bạn ơi. Ngày hôm nay bọn mình sẽ có một cái cuộc chiến sinh tồn ngày hôm nay ở đây. Đấy, nó giống kiểu Free Fire vậy, nhưng mà đây là Free Fire phiên bản Minecraft. Đấy, không có súng nhưng mà chúng ta dùng vũ khí các bạn nha. Đấy thì như thế nào, đó là chúng ta sẽ có những cái block kính. Đấy, xếp hạng lần lượt các bạn thấy không? Đây là màu này là xám xám, đây là cuối bắp nhất này. Còn xịn nhất là màu hồng này. Đấy, màu vàng là Legendary. Đấy, đại khái chúng ta sẽ đập những block đó và rơi ra được những cái món đồ ngẫu nhiên từ cuối bắp cho đến VIP. Đấy, và trở thành người sinh tồn đấy, last on standing. Đấy thì để mình start ấy. Đấy, nói chung là có 8 người ở đây thì nói chung ai sống sót cuối cùng là cũng phải có chiến thuật các bạn ơi, chứ không pro nó cũng không hẳn đâu nhá. Đấy, đi chỗ nào này, như nó sẽ có phòng bò để thu vào. Nói chung cái mini game này chơi rồi. Ui giời ơi, chúng ta phải lựa lựa đến chỗ nào. Ok, nhảy dù này, nhảy dù này. Như tôi phải chọn chỗ này. Chọn địa điểm này. Chọn địa điểm này. Rồi, chọn địa điểm nào đó. Nhà hợp tình hợp lý. Rồi ok các bạn ơi. Đi rồi, nhà nào giàu ta. Nhà nào có vũ khí à. Rồi. Ây da, cùng nhà với ai đây chạy. Video à, đừng đánh Núp. Núp xin đây. Rồi. Cùng gặp nhau rồi. Đúng rồi, Núp xin đây. AK đồng xanh rồi nha. Hay nói chuyện đi video. Rồi xong rồi. Đã bảo rồi mà đừng đánh nhau mà. AK đồng xanh nè. Cái gì mà AK đồng xanh nghe như vậy như. Xin đừng đánh nhau. Ta bảo một cái tao có quả gì. Đưa hết đồ đây. Như đưa cái quần sắt ai đưa quần da này quá xịn quá, vừa vào cái là mày quá không nhận đây hai con dài kia bạn đây rồi nha. NP đừng đặt quần nghe chưa có gì mà giết luôn đi rồi như rồi sao đánh nè. Đúng rồi, hãy giết luôn bởi vì rất là nguy hiểm. Người ta bảo nuôi ong tay áo có ngày sẽ quay lại trả thù. Nuôi cá trong nhà. Đúng rồi, nuôi cá trong nhà. Ôi tôi bánh đi đừng đánh nhá. Rồi sao chết hết rồi. Chết hết rồi. Ôi chết rồi, cái gì đây. Ờ ok các bạn ơi. Ui. Dừng cho cái này, cho cái này. Được rồi. Cái gì ơi, có là tô tầm con rời khai nhiều đồ phép đó rồi. Các bạn. Con rời với con rời nhiều đồ phép rồi. Ôi, ta phải đi nhân danh chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa đây. Như một ném vào đầu này. Ôi xong mắt tao nhện luôn rồi. Hai ném vào đầu này. Đưa tao nhảy đây. Đi. Đưa tao xin, mà. Xin đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau. Xin đừng xé áo nhau. Đừng mà. Xin đừng tổn thương nhau. Ok các bạn ơi. Xin đừng tổn thương nhau. Ui thính kìa, thính kìa anh em, thính cầm hìa. Ok, táo bạc, kiếm sắc bén. Ôi, chạy được rồi. Thôi được rồi, tha cho kia anh là như cái gì đấy mà tao nghe tiếng đinh ba à, tao nghe tiếng đinh ba nhỉ. À như ui giữ chưa, chắc là tha chưa, chắc là tha chưa. Rồi thôi mà, không có gì, chưa nhận được gì. Rồi. Ok không, phi trúng người mà nó không dính đam gì ảo thật đấy. Chết rồi, ui bên kia muốn cải khang rồi. Té. À, hai con giời thông đồng với nhau kìa. Ảo ra đấy, có ai đây? Ui, còn mình Zeno Kiên với Khang à, rồi lại đuổi nhau à? Lại đuổi nhau à? Zeno full sắt, set này rồi. Mình đuổi con giời kia mất thời gian quá giờ, không có đồ rồi. Zeno điên thính rồi. Lại ăn thính rồi. Phải đâu, Zeno lấy của Vanh được cái áo giáp đây. Áo gì đây? Là hính nhờ. Nè rồi ai? Ôi, ôi, ôi. Ôi, không được rồi. Xong rồi. Ui, gì rồi? Đó, ui, ngon luôn các bạn ơi. Đồ này khá là ngon. Ôi, ui, ngon. Nhưng mà không có đồ ăn. Ôi, đến giờ đi đánh nhau. Đúng tận 32 máu. Ý mồm đi. Rồi, không có đồ ăn đâu. Damn man. Thế chúng ta phải nhân cơ hội này chúng ta. Man. Ôi, ruộng kìa. Đâu? Ruộng bên này. Thì tôi trời thẳng lên. À, thôi đúng đi đánh nhau lên thầy, đúng không có đồ ăn, nhiều máu thật đấy nhưng không có đồ ăn. Ôi, thẳng là xe tới tử chiến rồi. Ta sẽ đi solo tử chiến đây, xuống đây. À, như... Ui, mấy cái cầm.
Xuống đây, thích thì chơi. Bay lên luôn. Nhận này. Hai con rời này chơi bắn kìa. Chúng ta phải kết hợp đúng không? Đây để đúng. Để đang ấy đây. Cháy rồi, lửa chua cháy rồi, lửa đây hơi bị ấy đấy, lửa đây hơi lâu đấy. Như rồi, như rồi. Lửa đây hơi lâu đấy, lửa đây hơi lâu đấy. Blazer what? Đồ ăn đâu. Rồi rồi rồi, ok ok, đúng vô địch đường, đúng vô địch đường. Lửa đây hơi lâu, lửa đây hơi lâu, cảm ơn Khang nha. Con dài Khang lắm đồ đấy. Ui con dài này đồ ui. Nãy rồi kìa. Nào nào, từ nhà sắc bén ba cái này. Ôi trời sắc... đi trốn trời okay. Ơi. Cái này tận lửa mấy nhở? Ui lửa lửa ba cái đấy. Rồi sao? À, đuổi nhau à? Có sắp vô kìa. Cứ đuổi nhau đi, cứ đuổi nhau đi. Xin đừng đánh nhau. Đứng lại. Ui. Đuổi nhau à? Trời, trời ơi, cua nha. Trời ơi, nói người quá. Ta không có, người ta không có đồ thì người ta dùng chiến thuật gọi là câu thời gian thôi. Chiến thuật câu thời gian. Chiến thuật câu thời gian. Chiến thuật câu thời gian là chiến thuật câu thời gian là. Chiến thuật câu thời gian là lửa rất khó chịu rồi. Lửa rất khó chịu chém một cái rồi rồi. Con dài nhận được thính nhá. Ui, này là Rai à, từ từ quay lại lấy này là Rai của con dài kia đó. Đúng rồi, 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 cháy rồi. Đào bắn đi, đào bắn. Lửa miễn phí. Ôi giời. Ui. Nước bên mua vũ khí mạnh nhất chỉ có thể là lửa miễn phí thôi, thật. Chỉ có thể là lửa miễn phí thôi. Rồi ok, xin nhẹ game đầu nhá. Ui. Lửa miễn phí. The best. Đi chơi mà chơi Doctor Dream. À như rồi, game tiếp này, lửa miễn phí là nó đẳng cấp đấy, bởi vì nó chỉ cần đánh một cái rồi mình chạy các bạn ạ. Ừ, cứ thế chiến thuật thế thôi. Rồi, về chúng ta. Chúng ta cái này thì map vẫn là map cũ nhưng mà nó sẽ thay đổi ngẫu nhiên các bạn ạ. Đấy, nó random chứ nó không ngẫu nhiên cái gọi là cái đấy rồi. Tôi thấy cái màu hồng. Tôi thấy cái màu hồng các bạn ơi. Đấy ơi. Yes. Ui ơi, nên rồi rồi. Nhìn nó trời chuột này. Có rời chuột này. Chạy. Chết từ trốn rồi. Rớt xuống cái nửa cây máu luôn. Ủa sao nhà không có gì trời ạ? Như... Uầy! Mình thấy luôn cái màu hồng luôn bạn ơi! Tôi... Nhà này không có một cái gì luôn. Trời ơi, nó giàu nhưng nó nghèo. Trời ơi, map lần trước lút rồi à. Kìa, nó không đi xem map mà ảo ra đấy. Đâu, có mà nhỉ? Có mà nhỉ? Ôi... Không thấy gì cả. Không đi xem nữa. Không đi xem à? Ảo ra đây. Có. Có không đây? Mỗi lần... Như... Bành à, Bành đưa cái đồ ở đây, Núc không muốn giết, Bành đưa đồ ở đây. Đi hướng kia đi, gặp lại nhau. Thôi, đấy đội vào được sức mạnh á. Chúng ta tầm này cũng thế à, đi sang bên kia đi. Đi sang bên kia này, đừng có nói nhiều. Ui, thật này, thôi. Ừ ghê đấy nhở. Ồ muốn lại được sườn tre này, cảm ơn Bành nhá. Này như gì muốn lại sườn tre. Trời ơi Bành ơi. Bành ơi là Bành. Cho Bành giải nhì nhá để Bành. Rồi. Team up nhá. Team up. Nào bây giờ mà Bành chết cũng vậy. Tiêu diệt Bành trước thì càng tội. Đúng rồi. Ui cái mũ này có cả tăng sườn tre cửa ảo thật đấy, lần đầu tiên luôn. Nhưng mà sườn tre 1 nó cũng tăng được mấy sức tấn công đâu. Trời ơi sườn tre 1 là 2. Quỷ bắp à? Kim cương giúp đây. Trời ơi nhà không có gì, dương nó không. Nó thả đi thêm dương đi. Sạch sẽ. Thôi chặt cây sinh tồn thôi. Chặt cây sinh tồn đi anh em. Anh kiếm gỗ còn hơn không? Trời ơi. Có kiếm gỗ còn hơn. Chặt cây sinh tồn đi. Chúng ta giống nhau mà đừng chạy. Vâng. Người không có cái tất tất nào. Giống nhau đều không có gì. Kiên im lặng lắm à. Đang hết sức mà chạy đây. Ui, chéo một cái góc ngoài thôi. Phải đi chỗ khác đi, một bổ một giờ này gần chết rồi này. Thôi được rồi, thế thôi, test dìu thế thôi. Không có ký. Đứng lại, đưa áo đi, tính tiếp. Nhanh lên. Đây, đưa. Rồi, đưa áo này. Rồi, đi, di chuyển đây.
con dài này cứ đứng đây núp gõ nhầm đấy. Núp gõ cái con dài cứ gần chết đấy. Block kính hết vậy. À, không có block kính, hình như nó không thi xét rồi. Không có cái gì hết. Con dài. Ơ tưởng mấy giây nó phải reset lại chứ nhỉ. Chết rồi, búa rồi. Hình như cái này phải reset map vào ấy, chắc là chúng ta phải reset map bạn ạ. À. Rồi để đi con dài vanh lang thang đấy nguy hiểm lắm nha. Dài vanh tí em biết rồi, tính cho thôi, thám thính đi đâu đâu. Bệ thính sinh tồn thôi. Dài vanh tí là tạo phản ấy, là những nguy hiểm lắm. Đâu tạo phản đâu. Có gì đâu mà tạo. Cứ thấy lanh quanh đây rồi nguy hiểm lắm. Hấn ao. Nào rồi, thấy thính à? Ừ, chưa thấy thính rơi luôn à. Mình vừa vào mới thấy thính rồi là như vừa vào ta mới thấy. Ây à, cái gì cung đối. Cung gì ghê như đây hả? Mô phạt. Đây rồi, đây rồi. Con dài này có quả cung thì bắn nó nổ gần chết luôn á. Ảo ra đây. Ôi ôi, chứ con dài này tài nhắc xếp vậy. Không, con dài xếp luôn chỉ còn 4 máu thôi. Con dài xếp 4 máu anh em ơi. Rồi, rồi. Nhầm. Lúc đấy ra đi rồi. Thôi, nhầm. Đây là bánh rồi. Bánh giúp hàng, Rồi, ôi. Con khỉ, con đòi ra rồi giúp. Chuột đang sinh tồn trở thành người sống sót cuối cùng trên cây à. Ảo ra đây nè. Không đánh nhau đi lên cây trốn à. Đây là banh giúp hàng tiêu diệt thanh niên đi thôi. Giải chuột đi vào giữa đi không lát. Hết mũi tên rồi. Này nè. Úi trời ơi. Ngồi nhưng mà phải chế đã. Ngoài con giải đây đâu có thừa hưởng lại được thêm. Tính ra là cái dìu netherite của mình. Đây nữa này, nút bài đấy. Đội cái mũ vàng, đội cái mũ gì vào ấy, mũ vàng ấy, vào là được tăng sức mạnh đấy. À không, tao có. Thứ nghe. Ủa vàng á. Vừa lấy không nhặt à? Ủa đâu mất rồi. Trời ơi, thế không có sờ trang vừa lấy lên. Đâu sống trên cây à. Nhanh lên, vòng bo đang thu vào cái kìa. Là chứ. Vâng, chúng ta đã săn mạng. Ây à, à đây rồi. Kẻ săn mạng rồi. Càng ơi cứu, càng ơi cứu. Kẻ săn mạng rồi. Cái này càng giết nhiều, càng được nhiều điểm mà. Như rồi rồi, kia rích đã ra rồi, kia rích đã ra. Toàn đồ gỗ này. Toàn đồ gỗ này là bắt gì? Đâu ai bắt hồ sơ? Rồi rồi. Ôi trời đây. Đang đi kiếm đây. Rồi. Đang săn con dài chuột đây. Như tôi thấy cà giật. Chắc vòng bo nó thu vào nữa mà cà giật. Rồi. Đang lát rồi. Gì vậy? Con ơi cẩn thận kia bên trái kìa. Vòng bo đang thu vào, vòng bo thu vào. Ủa mấy con giờ này giống rắn lên mây quá. Đuổi nhau. Từ ra để làm cái gì không đánh nhau. Ở đây. Từ từ kìa. Ôi trời ơi. Con dài vách còn hai máu kìa, chạm cái chết rồi. Quay lại chạm cái chết rồi mà. Rồi. Ôi Zeno vô địch rồi. Ây à. Thôi không ăn được con dài khang ít máu ở đây, hai bủ rồi mà. Bye bye nhá. Cái này là cuộc chiến random rồi mà. Như rõ ràng ở đây ghi là random mà nhỉ. Không biết là vừa lại có random không ta, hay là chúng ta phải tự reset nhỉ. Thôi được rồi, để mình tự reset map các bạn ơi. Ảo thật đấy. Lần này reset map rồi, yên tâm là có đồ nhá. Mà như không, hoặc là nó vừa lấy nó random mà. Hay đâm ra nó là phải map cũ rồi các bạn ạ. Khả năng à, ok. Ôi, lấy giáp này rồi anh ơi, ăn trong tài này. Lấy đây mà như Chích xem có đồ VIP không này như. Ui, có hồng rồi. Thấy rồi. Đội nào đã thấy được cái màu hồng rồi này. Rồi ghê như vậy. Đã thấy. Xì ba. Trời ơi, cái chỗ tôi sao nhiều người như vậy. Xì ba. 32 khối đá. Trời, cái nỏ. Được nỏ còn gì nữa. Lỏ, rồi lỏ. Không có mũi tên. Thôi, để đưa cái cung đây, đưa cái cung đây. Đưa không đưa, chạy này. Ra đi luôn. Báo đưa không đưa, tí có xinh xinh thì chạy thôi, ảo ra đây. Như còn mưa vào trước kia làm gì. Khán giả luôn. Được làm khán giả luôn. Chẳng này ta sẽ hút trả thù. Trả thù à, ok. Kiếm đồ đi, như... Không có đồ gì ở đây à. Thôi, em sẽ cho chuột sống nhưng mà chuột đưa cái quần cho em. Đây, anh đưa. Ý là có đồ gì VIP đưa đây. Trời ơi, cái quần nó cướp nữa. Có một cái quần. Con dài vanh này, nó nhờn với cười à hả? À, cho một cái này, cho giáp đồ. Khu máu các bạn ơi.
Không, anh quay ra đây. Bạn này anh có nhau. Anh quay ra đây. Anh không chạy lại được lúc đâu, lúc có speed 2. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Ây à, mình tính ơi, mình tính ơi. Ây à, con dài. Đã sao? Con dài yếu máu lắm rồi, ta đó, chiến thuật. Mình còn lửa cây máu à. Cây máu ăn táo vàng vào. Đúng rồi, còn 5 viên rồi. Khát máu thôi. Ta khô máu, ta sợ gì, ta có chạy nhanh nữa. Ui thôi, còn 19 giây thôi bỏ. Chị em mở. À. Đấy, con dài có đồ Netherite khỏe hơn mình thôi các bạn ạ. Như tôi là tôi... Ồ, anh có dìu sắt mà. À, dìu sắt rồi, à? Bên này sắt không, không chênh nhau mấy, sắt với đá bình thường. À, bí ngô, bí ngô. Ê, gì vậy? Đấy, ai con dài lút hết đây rồi, con dài lút hết đây rồi. Rồi. Đã làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Cái gì đây nhỉ? Tự nhiên lút sạch rồi ạ, sợ thật đấy. Hết rồi, tầm này hết rồi. Xe đâu trên đấy video? Vậy chúng ta phải đi tìm Thính, mà Thính biết rơi ở đâu nhỉ? Chưa đi, đi. Ta đã nhặt hết Thính rồi. Rồi, Thính đâu? Ê, you know à? Đâu ấy? Đúng không dài có cung đâu. Ủa, Thính đã kiếm được, kiếm được cái mũi tên nổ là cũng ghê phết đấy mà. Nhưng bắn phát là nhức người đấy. Cầm cái đỏ nổ ở đây chắc luôn. Ờ, bắn nhức người lên ngay đấy, vừa lấy bắn phát luôn. Nhanh nhớ. Ngúp ngoài luôn. Ôi, bạn ơi, anh không có đồ gì luôn thề. Anh đi kiếm đồ đấy. Đưa cái mũ này. Đưa cái mũ, cái mũ xin. Thì lẻ đi. Ê. Trời. Đây, cho giáp nè. Đâu, uai, ngon. Bên giờ loot hết rồi. Ờ, không có cái đồ gì luôn. Bên giải lút hết rồi. Bí ngô là chưa kể bí ngô. Đâu rồi? Đâu, đây. Thôi, Khang ơi, thôi. Đúng tôi hết, báo thù đi Khang ơi. Trời, bên giải video đứng chơi như xếp cọc với anh em ạ. À, anh em nào cầm đinh ba cơ? Như nào? Thôi, đây, đánh nhau nào. Đứng này. Tử đi, bí ngô. Chỉ đi không giới tấp 1 đấy đi. Chưa thấy luôn ạ, chưa thấy. Ui, trời ơi, tấm mặt là kỹ năng kìa. Hay quá. Đây ơi. Đây ơi. Nhiều người quay vậy. Thôi té. Đồng lắm nè. Đó ta xin cái mạng. Đồng lắm. Ra đấy rồi. Rồi chết rồi. Đồng lắm nè. Ra đấy chỉ có thêm họa vào thân thôi chứ không có lợi lộc gì đâu. Mình không mạnh không thì mình biết luôn. Hấp dẫn. Mình không mạnh thì mình phải biết rằng là mình đang ở đâu. Biết là mình không mạnh. Trời ơi. Rồi nó phí gì vậy? Bị ngô phi mà sắp chết rồi à. Ôi trời ơi, tàn hình nè. Con dài nào tàn hình đây. Chạy thôi. Chạy thôi. Mai rồi. Chạy thôi là mày á. À như kìa đấy, đằng sau có người đuổi kìa, vanh ra đấy mà tiếp đón đi. Rồi. Ai mà đánh nhau cái đúng làm cái gì. Để ta đi mai, để yên ta đi mai ấy, phải ngon không hả Vanh? Nó đang đi đào kim cương xuống. Rồi. Anh là hình đâu nhỉ? Ui lúc mày Thính hồng trước mặt, Thính hồng trước mặt. Trời ơi con trời chuột lút. Thính hồng trước mặt. Thấy. Để bú đã. Kìa. Trời ơi Thính chả có cái khỉ khô gì luôn. Phế thật sự. Trời ơi. Tự đã để ý em có con dài nó úp sọt mình chết. Đó, thấy khói mà. Khói mà. Một bổ rồi, ngấp ngoài rồi, nói chung là một bổ nó biết đau đớn rồi, yên tâm đi. Này như láo với chúng tôi à, nhờn à. Cũng tốt speed 3 vào. À speed 2. Dưới lòng đất có nút bóng chạy đi chưa? Rồi, ok, biết, nút chạy nhanh lắm, yên tâm tầm này. Ở dưới lòng đất có kính đấy. Hả? Chưa, cái này, ở đâu rồi? Anh chớn rồi. Trời ơi, giết được con dài kia lấy đồ con dài chuột. Hết rồi. Trời ơi. Đố Khang đuổi lên đây. Thế à? Ngon đuổi lên. Đúng rồi, mũ giáp nèo đai quần kim cương. Ra đi chuột. Nào. Đuổi đi. Nhưng mà đói quá Khang ơi, anh đói. Đuổi đi. Đó, mày nàng đi. Lại thêm quả tô tâm nữa mà. Thì... Không. Đây, đang chạy rồi. Đói rồi. Đang chạy rồi. Câu con khỉ đây. Đói quá. Câu con khỉ đây. Này. Đúng rồi. À, thấy khói. Ôi. Ta phải giết con dài đến trước. Trời ơi. Có đồ. Ôi trời ơi. Video lụm hết rồi. Video lụm hết à.
Yên tâm đi. Yên tâm đi. Tầm có tầm này nữa. Sao mình chạy cái speed 2 vẫn dài chạy nhanh thế nhỉ? Cũng có speed à? À có speed mà. Khó quá. À con dài có speed khó quá. Con dài đồ mạnh quá, mình chỉ biết chạy thôi. À con dài Vincel bú được quả. Đồ vẫn chuột à? Thôi đánh làm cái gì mà 5 máu một chém chết rồi. Trời ơi, chết queo luôn bạn ơi. Mình xuống không có một món đồ gì à, đi lượm nhặt à, khổ thật đấy. Rồi, để mình chắc là phải reset map rồi. Nào kiếm đi, chết dở rồi, vẫn chỗ này à. Thấy cái màu vàng rồi, hai cái màu vàng luôn. Màu vàng là màu đây rồi. Thôi vẫn chỗ này các bạn ơi. Nó còn ngon. Tôi vẫn chỗ này luôn à, ảo thật đây. Mà hồng không lấy đâu. Mày vào nhất xe là của ta. Thế à. Mà hồng chưa có đâu. Úi dồi ôi. Trời ơi vậy. Sát thủ. Nãy ta ham mẹ nhau thì lần này ham mẹ nhau ta nha. Nào đánh nhau luôn. Chết tôi rồi. Tại tôi chui đây làm gì. Trời ơi Khang có tôi tầm luôn rồi á. Chết tôi rồi. Tôi đứng ở đây làm cái gì. Tôi bị lọt xuống. Khang ơi Khang còn 2 máu kìa. Trời ơi. Còn 2 máu nữa. Xích nhất. Chứ sao quá. Ở đâu đấy anh em, ở đâu ấy? Trời, nãy cái gì tô tâm nó hiện lên mặt ta, nó che ta không thấy đường đánh à. Rồi bên đắp. Ui. Ai vậy? Thôi mà. Có đồ. Có cái gì? Anh lại là Kiên. Lại là Kiên thế, cuộc đời Kiên. À, đúng. Núp không muốn giết. Núp không muốn giết đâu, nhưng mà thực ra là núp gào đói quá. Vũ khí, giáp thì mạnh, chạy. Ôi. Trời ơi, vừa mới xuống chưa kịp làm gì. Chạy sao lại, chạy sao lại, sao lưng kìa, tàng hình kìa. Ta phải chạy. Khang gờ. Láo à lắm. Rồi, tô tâm đâu? À tô tâm rồi. Rồi. À bẽ à, à bảo sao à. Bẽ rồi. Đi. Ui mày quá đồ ăn được. Còn ai nhỉ? Ai à, vẫn còn nhiều phết đây mà. Siêu nhân chuột đây. Siêu nhân à. Đi thính. Anh em sống khôn chết tiêu. Đi chỉ thính đi. Rồi. Thính đâu rồi? Chưa có thính. Ôi chưa thính à. Ủa chỗ nhà này còn nguyên luôn này, chưa ai lút luôn. Ở đây, tính ở giữa đây. Đâu? Nó có phát sáng không? À, nhưng... Không. Phát sáng đâu? Nó ở mấy cái nhà ở giữa map, có... nhà hình chữ L. Ok, ra đây tranh nhau nào, xem ai. Ui, obsidian luôn, block obsidian luôn ạ. À. Ảo thật đi. À. Rồi, Vincel đang gần rồi. Thôi được rồi, ra lượm đã. Lượm lúa ra. Còn dài là muốn. Rồi, nhanh lên lúc. Thấy rồi, dứt luôn đi. Rồi, video time. Ui, 3 con máu à? Damn man. Lại đây. Chả có cái gì đâu, thính chả có cái gì đâu. À, ui ôi, 31 máu. Thế nhưng mặc quả giáp gì kìa. Giáp tăng máu này. Thính chả có gì mà có obsidian hả? Không, obsidian có trước. À, như obsidian có từ trước. Không, cái này mới bật cửa, không sang địa ngục lắm nhỉ. Ấy, chuột ấy tham ạ, dây đó. Biết thế sang địa ngục. Ta mặc thế đó. Cứ đánh nhau đi. Con giờ đấy hình như được cái bình thuốc gì giống núp. Ôi, video sập đi rồi. Ôi trời, vẫn chết à. Đẹp ra cái máu kìa. Ui, nó có cái gì, có thể có fly này. Ui. Ui. What? Đây này. Cái giày sao ấy? Ừ. Đúng rồi, chắc cái giày E giờ này. Ờ như Trời, fly ai chơi lại nữa. Không, fly này, fly bay từ từ thôi. Fly này là chưa trả tiền premium. Ây da, fly là gãy giò nha. Rồi như fly là gãy giò. Nguy hiểm. Rồi. Thôi, fly phải lủng cái này. Fly đi. Đâu hết rồi. Thì ở dưới còn một block để đào kìa. Cho bo thu lại xong rồi bay lên. Bo thu lại. Bo thu lại bay lên có tác dụng gì hả Vanh? À, bay lên nhìn thính rồi. Ảo thật đấy, bo thu lại bay lên ạ. Hỏi đi. Làm mày quay mà. Gì nó có cái súng kìa. Ê ôi, xa thế. Chuột đâu. Là qua đây đánh nhau. À, đứa kia đấy. Ê, mũi tên kìa, mũi né. Gì mũi tên. Mũi tên lỏ rồi. Đấy, là kìa. Mũi tên lỏ rồi. À, như mũi tên này. Bắn đây, à, như bắn đây, nhưng mà khổ quá, mũi tên này nó sát thương nó không là gì. Mình có gai à?
Ừ, thanh niên có gai. Ơi, 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 chuẩn đi đâu kìa, chuẩn đi đâu kìa, chuẩn đi đâu kìa. Rồi, rồi, chuẩn đi rồi, chuẩn đi rồi. Ây da, lớp nèo ra của ai? Đâu, đâu, thính đâu, thính đâu. Để trên cây, trên cây, trên cây, sau lưng, trên cây, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Chính trên, trên cây. Đúng rồi, cứ leo lên, cứ leo lên đi, cứ leo lên đây đi. Bay lên. Ơ kìa. Bay lên đi. Thính đâu đấy, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Ui giời ơi, tận đây. Ui ôi, chuột hồi máu ghê vậy. Si ba. Giờ chắc có đồ ăn, có vàng rồi. Không, không có gì cả. Chuột có đồ hồi máu sao ấy. Rượt nhau. Này, 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 này. Xin là đi đấy. Si ba. Sao quá. Chết tôi rồi. Rồi rồi, bay. Cụ, cụ lại bay. Lấy cung ăn đi. Nó lại bị đông, nó lại bị đông. Chuột yên tâm, chuột chờ tí. Chuột chờ tí, chuột chờ tí. Đừng đánh nhau rồi. Để đâu con giày. Trên đường đánh nhau, trên đường đánh nhau. Con giày sắp chết rồi, cứ từ từ, cứ từ từ thôi. Một máu nha, một máu nha, một máu nha. Tông nhẹ, tông nhẹ, ta chết. Đánh đi, ui giời. Thôi để núp xử lý ạ. Con giời này là như núp ném quả mà như ném được quả bị độc thôi là chúng ta tỷ lệ thắng là cao rồi. Bởi vì dính độc thôi là khó chịu quá ạ. Như được cái bay bay rất là khó chịu nha. Rồi, để reset chúng ta chơi trận cuối nha các bạn ơi. Rồi, đâu rồi. Cái gì lại chỗ này à? À, không không. Ủa? Chỗ khác, chỗ khác, chỗ khác. Chỗ này có vẻ là tương lai là sáng, vào nào? Sáng sáng lạng hơn nữa bạn ơi. Chỗ này chưa thấy màu hồng ở đâu. À, tương lai không biết nó sáng lạng trời hay không. Trời ơi, sao có thanh niên Zeno gần là sao trời. Mừng nghe. Ôi chạy, không có gì chạy. Trời ơi, cái nhà này cao mà không có gì trong. Trời ơi, cái này nó cho mình cái kiếm gỗ ảo thật đấy. Nhà thì to, không có cái gì trong. Đúng rồi, nhà thì to. Không có cái gì luôn à. Anh yên lúc thấy áo giáp kim cương rồi. Có cái áo giáp kim cương rồi là như có mỗi cái áo giáp kim cương này vanh làm như ba quả táo vàng. Ba quả táo vàng là thấy ngon rồi. Ta từng là anh em. Đúng, chúng ta từng là anh em. Ba mang bu đi chăng. À như từng thôi, từng thôi. Đây đây. Chỉ là từng thôi là như. Ồ, cái này hay này, multi shot à. Chỗ nào cũng có người thế. Chỗ nào người đâu mà chịu thôi. Chỗ nào là có hả Vanh là như 1 mét vuông rồi nè, như có hẳn 8 thanh niên double lock thì. Sao có tiền tỷ đây ấy. Pixel đặt hết rồi, có đi giống tí rồi. Như thanh niên nào thấy full hết giáp cái này. Tao ấy hả chuột. Tao ấy hả chuột. Chuột muốn cái gì. Chuột muốn cái gì. Đừng nhá. Chuột còn mấy máu. Thôi được rồi, không đuổi nó đuổi mất thời gian. Mà mà đi thôi. Thôi kiếm tiền đi. Kiếm tiền đi à. Ôi trời ơi. Trời này. Này nó đủ VIP hơn rồi. Này nó đủ VIP hơn rồi. Chơi đánh lén à. Người ta phải so đổi con cuối. Ui lại táo vàng tiếp này ngon thế. Ui thích quá trời luôn. Thính hồng, có thính hồng nha anh em đi lút kìa. Ôi thính hồng, thính hồng. Thính đâu, thính đâu. Thính hồng, thính hồng. Quả giáp protection 10. Oh my god. Ây á, con giời này. Có cái nịt protection 10. Có gì đâu mà. Hai kẻ thù truyền kiếp đang đuổi nhau rất khí thế. Đuổi nhau rất ác liệt à. Dí nhau từ đầu mát về cuối mát không ra. Thính hồng rồi đây. Ai em màu hồng đâu vậy chị? À đấy. Trời, thằng G lút được rồi. Thằng G lút được rồi. Con giời bị bắn rồi. Ây. À, ném đâu. Thằng G đủ mạnh lắm nha. Đâu thế? Kìa. Mày cứ đuổi Pixel đi tí nữa. Mấy tên kia gõ cho nó vào đầu. Ui. Kìa, đấy, sắp chết rồi. Một chuột giết Vanh đi. Ai hả, ai hả? Đuổi đi, đuổi đi. Ai sẽ vào tay ta thôi. Đuổi đi. Đuổi đi, tao mày cứ đi săn mạng thôi là chứ không quan tâm. Đi đuổi đi, con giày Vanh sắp chết rồi, con giày Vanh sắp đói rồi. Bí xem em mở à. Lắp motor không mà chạy nhanh nhỉ? Sao mình cứ đi ra cái chỗ này là gặp thanh niên khác ấy nhỉ? Anh da ngỏ kẹp. Chết rồi. Trời ơi, tưởng con giày, tưởng con giày có nghe được Vanh mà đi. Giết được Vanh. Giết được Vanh mà sướng à? Hả? Hả? Biết được anh sướng à? À con giày. Con giời không, đồ cái gì, con giời Vanh đồ rách lắm. Nếu có cái đồ gì giao hồn đâu. Anh em giời Vĩ Ngô đồ cũng xịn vết nhờ. Thôi được rồi, cứ từ từ. Mình cứ từ từ đã, mình phải kiếm ra một cái vũ khí nó giao hồn đã.
Ôi, tại cái thân kia bên mình nó quánh gì vậy? Cái gì đấy, con trời này nó như... Ui ôi, hoa đần ách là cái ách gì đấy, nghe vẻ chiến này. Như tên là hoa đần ách à? Hoa đần ách. Hoa đần ách luôn. Con trời kiên ở ấn sao anh em ạ? Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con trời khang điều đồ vip lắm, khó. À, mình không có gì ạ? Không có đồ gì thì phải đi trốn thôi. Thì có 6 quả táo vàng thật đấy, nhưng mà phải từ từ. Cái gì vậy? Không có táo vàng mới chịu á. Sáu quả táo vàng đấy, nhưng mà phải từ từ. Bây giờ tầm này phải kiếm một cái vũ khí nó ra hồn đã thì mới dám. Anh ấy đằng sau kìa. Ai làm gì đâu á? Ai làm gì đâu? Anh em. Anh em cái gì? Dình dình à, anh nữ xiên em đấy. Trời ơi, đứng đếm mà xịt được, chịu thanh niên. Trời, bị ngô quá non. Quá non. Lúc xe này quá lon rồi. Ồ, thanh niên bí ngô bắt oxygen lên tiếp trên cao à? Nghĩa đất xuống rồi đi. Thanh niên nào bắn cho phát đi. Núp có mũi tên này còn bắn. Bí ngô quá cao, quá non. Đúng vậy, quá non. Núp đang phải đi tìm vũ khí, anh em chỉ điểm thính đi. Không, nó thính rồi. Con tài kiên trốn gốc cây anh em ạ. Như... trốn ngọn cây. À, đã thấy. Em bên người ấy. Uầy, bí ngô nhảy xuống phát vào 15 máu luôn. Thanh niên còn... Ta còn cả chó này. Thanh niên còn có cả chó luôn à, ảo thật đấy. Thế hả? Trên nó quả kia xịt mà dùng phí này. Thật, cái quả đấy đấy nhiều nghe. Mà nhiều, rất nhiều. À. Ê, xin xin. Đang gáy gì là. Cứ chạy ra. Tao bảo cứ chạy ra, người tính sau. Căng mà bí ngô có gì mùi nó liên tục luôn. Không, thanh niên có quả gì qua đần gì có vẻ ghê này. Cho chó cắn đi. Giết con chó đi, thế như để cho con rời con chó cắn thêm nào. Chó không cắn luôn, chó hiểm đấy. Chó cắn một lúc. Đứng lại, chó còn làm cảnh. Chó còn đang làm cảnh. Chó còn đang làm cảnh. Ui, bay bú. Ui, ôi. Trời ơi. Thôi đi. Đứng lại cao cơ. Đang một máu mà. Thanh niên chắc có bình thuốc hồi máu. Anh em chỉ điểm không thính ở đâu đây? Không có. Thính thủng có không? Không có, không nào. Chạy đấy mồi bò. 8 máu, kháng đi rồi, 4-3, quan được không? Thanh niên kia có vũ khí mạnh đấy nhở? Thanh niên có vũ khí mạnh đấy cơ à? Kiên. Rồi, thanh niên bò đốt. Kiên có thích giao lưu không? Thanh niên bí ngô có 5 máu thôi. Ném cái đấy có gây đam đâu mà ném. Ô, thính. Đâu, thính đâu? Đằng sau người kia. Rút xèo ra à? Ôi, bí ngô bú thôi. Ôi, xong rồi. Ui, nếu con dài này mạnh lắm rồi anh em à. Bên đây gì vậy? Châm cho cái, châm cho cái. Thì là thanh niên bổ. Trời ơi. Rồi xong. À. Đứng đấy. Ôi, bí ngô 2 máu. Hay quá, hay quá, cơ hội đi rồi, Sima. Sima cơ hội được có 1-0-2 rồi. Cơ hội có 1-0-2 rồi. Cơ hội có 1-0-2 rồi. Này thì này thì đặt tiền thì ra này. Này thì nhờn à. Cơ hội nó bảo mày phải nằm chờ. Cơ hội phải nằm chờ. Ôi con dài có quả búa có vẻ xịn này, bổ nứt người rồi đấy. Rồi, ok thì có lẽ là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ ấn like đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả mọi người trong lúc tìm. Ấn những ủng hộ nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye, bye.